Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Ok anh em ơi, thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên đã để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Nha mấy bạn nha, mấy bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình nha. Nhấn đi mấy bạn ơi, nhấn đi, nhấn nha. Ok. Và anh em cũng đừng quên là nhấn vào nút like để ủng hộ cho video của mình đạt được 10.000 like nha anh em. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào, let's go. Thì đây các bạn ơi, mấy bạn nhìn đằng sau lưng của mình nè. Mấy bạn có thấy đằng sau lưng của mình là nơi nào không? Đó, bạn nào mà đã xem video trên kênh của anh Mr. Dịch rồi thì chắc chắn mấy bạn sẽ biết đây chính là đâu. Còn đơn giản hơn, mấy bạn chỉ cần đọc cái chữ ở bên trên kìa. Đó, sở thú Hero đó. Đây chính là cái khu sở thú của làng Hero Team mấy bạn ơi. Thì anh Dịch vừa xây cái khu sở thú này nè. Thì trong đây mình thấy á nhà là có rất là nhiều người trong team mình đã xây rồi. Chẳng hạn như là anh Dịch đi, thì anh Dịch ảnh có xây một cái gọi là chuồng dịch ở đây nè. Đó, một cái chuồng dịch mà sao mình thấy nó giống cái chuồng gà hơn á nha. Tại mấy con này nhìn giống mấy con gà chứ không giống mấy con vịt. Ui, nó hung nhau kìa. Ui, nó hung nhau kìa các bạn ơi. Trời ơi, nó hung nhau từ bên này, nó lết qua bên kia, nó hung nhau luôn. Trời ơi, mấy con này, đi ra chỗ khác, tụi mày dám hung nhau hả? Đây là video dành cho trẻ em, không phải dành cho người lớn, không được hung nhau. Ok, rồi để mình xem coi. Bên đây còn có thêm vài con vịt, để coi đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 6 con vịt, trong đây có không? À, trong đây còn con đó nè, 7 con vịt. À, con vịt đang ngồi ấp trứng hay gì nè. À, rồi để xem coi. Bên đây còn có con gấu nữa nè. Wow, hình như đây là con gấu của Simmy thì phải. À, con gấu nè, trong đây có 1 con nè, 2 con, 3 con và 4 con. Wow, ơ nhưng mà sao con gấu nhìn giống con chó quá vậy? Nhìn nó lạ lạ bạn ơi. Ok, rồi, còn bên đây nữa mình thấy có một cái chuồng nữa nè. Chuồng này là chuồng của con gì đây? Ui, đây là con chó sói hả? Wow, đây là con chó sói bạn ơi. Ủa nhưng mà sao con chó sói cái mắt nó lòi vậy? Ok bạn, đó mình xem coi. Ủa, sao con chó sói cái mắt của nó lòi ra ngoài luôn vậy? Sao nó giống cái nhân vật ở trong Minecraft của mình quá vậy? Vãi nồi thiệt. Các bạn nhìn nè, con sói gì đâu mà nó ốm nhôm nhách mà mắt nó còn lòi ra ngoài nữa. Nhìn mượt quá bạn ơi. Ơi bạn ơi, mấy bạn thấy con sói này với là con gấu và con vịt con nào đẹp hơn? Mấy bạn đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình thấy mình nghĩ chắc là con sói là đẹp nhất nè. Mình thấy con sói là xây cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ok. Và hôm nay thì mình vào trong cái sở thú này là các bạn biết là mình làm gì rồi đúng không? Chắc chắn những bạn nào đọc tiêu đề mấy bạn cũng đã biết rằng là hôm nay mình sẽ làm gì rồi, đúng không mấy bạn? Đó, thì hôm nay mình sẽ xây một cái gọi là một cái chuồng cho cá heo các bạn ơi. Thì như những bạn nào cũng đã xem kênh của mình thì mấy bạn cũng đã biết thì cái linh vật của mình chính là con cá heo. Cho nên là hôm nay mình sẽ xây một cái chuồng dành riêng cho cá heo để mình bỏ cá heo vào trong đó mình nuôi đúng không? Tại vì là trong đây là anh Siro là linh vật là chó sói thì anh cũng đã xây cái chuồng chó sói nè. Anh Dịch thì linh vật của anh là con vịt đúng không? Thì anh cũng đã xây cái chuồng vịt. Simmy thì cũng đã có một cái chuồng gấu. Chẳng lẽ bây giờ mình lại không có chuồng cá heo đúng không các bạn? Cho nên là hôm nay mình vào đây mình sẽ xây cho mình một cái chuồng cá heo nha. Ok, và bây giờ chúng ta vào video xây dựng thôi nào các bạn ơi. Để mình xem coi mình nên chọn chỗ nào ta. Chỗ nào đẹp nha. Rộng xíu. Chuồng cá heo chắc là mình sẽ xây đây đi. Ở chỗ này đi cho nó rộng. Chỗ này mình thấy là rộng nè, rộng nhất luôn nè. Ok. Rồi, chuồng cá heo thì nó lại sống dưới nước mấy bạn ơi. Cho nên chúng ta phải gọi là đập cái chỗ này ra để chúng ta đổ nước xuống. Ok. One hour later. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã đào xong hết rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần đổ nước xuống nha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cho mình cái lốc sao chép nè. Sau đó mình sẽ lấy nước để xem coi nước đâu ta. À đây, nước đây rồi. À, mình sẽ đặt cái khối này vào đây, sau đó mình đổ nước lên. Đó. Rồi sau đó là mình chỉ cần đặt cái lốc này ra thì nó sẽ lấp đầy cái khu này bằng nước luôn. À, đẹp chưa các bạn? Ok. Lắp lại rồi. Tiếp nha. Khoan, bây giờ mình sẽ chỉnh gọi là nước gọi là cho nó đẹp lên nha. Mình sẽ dùng nước phản chiếu đi. Ok. Rồi. Đó, bạn thấy nước đẹp hơn chưa? Đẹp ơi là đẹp luôn thấy không? Nè, trong veo luôn. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, mình sẽ lắp tiếp nha. Rồi mấy bạn ơi, mình đã lắp xong cái hồ này là toàn là nước luôn rồi nè. Đó, quá hợp lý đúng không?
Rồi bây giờ là mình sẽ gọi là xây cho nó một cái bãi cát. Thì con cá heo thì nó sống ở ngoài biển các bạn ơi, cho nên là mình phải xây làm sao cho nó thật là giống biển luôn. Nó phải giống biển thì lúc đó cá heo nó mới sống được, các bạn hiểu không? Đó, bây giờ cho nên là mình sẽ xây gọi là cái chỗ này nhìn cho giống một bãi biển. Mình sẽ lấy cát ra, cát đây, à đây cát đây. Mình sẽ đặt cát vào trong chỗ này. Ok, để mình bơi xuống nước nè. Sau đó mình đặt cát vào bên trong. Rồi, đặt cái này vào đây. Búp, đó, vậy chúng ta đã được một cái bãi cát. Mình sẽ trang trí nó nha, mình sẽ trang trí nhìn cho nó đẹp hơn. Đó, trang trí lắp vào xung quanh đây nữa để trang trí cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Đó. Ok. Ủa, gì vậy? Sao nó bị rơi ra rồi? Đó mấy bạn ơi, xong rồi nè. Rồi một cái bãi này là một cái bãi cát đúng không? Rồi, ở ngoài biển thường thường nó có gì mấy bạn biết không? Thì theo như mà mình tìm hiểu á, thì ở ngoài biển thì nó sẽ có cây dừa các bạn ơi. Giống mấy cái bãi biển ở ngoài Nha Trang á, có bạn nào đã từng đi Nha Trang chưa? Đó, thì mình nghe nói là bãi biển ngoài Nha Trang thì nó sẽ có cây dừa. Cho nên là mình sẽ xây một cái cây dừa ở ngoài đó nha. Để xem coi, một cái cây dừa thì mình sẽ lấy gỗ này đi. Sau mình sẽ lấy thêm một lớp lá. Lá này đi. Rồi, mình sẽ xây cho mình một cái cây dừa. Mình sẽ xây lên thế này. Xây lên. Cây dừa thì mình sẽ xây cho nó nghiêng nghiêng qua một bên các bạn ơi. Vậy cái cây dừa là bình thường là mình xem á, trên hình á, thì mình thấy cây dừa nó hay bị nghiêng qua một bên. Đó, như thế này. Rồi ok. Rồi đó bạn ơi, mình đã xây xong lá của cây dừa rồi nè. Bây giờ là mình sẽ xây trái dừa nha. Mà trái dừa chúng ta sẽ sử dụng một cái block nào đó cho nó đỏ, xanh xanh một tí. Đó, mình đặt vào đây. Đây, đây chính là trái dừa nữa bạn. Rồi ok, mình sẽ lấy cái block này mình làm cái trái dừa nha. Đó, đặt vào đây chúng ta sẽ có được trái dừa. À, ok, trái dừa. Quá đẹp. Nhìn nó mắc cười các bạn ơi. Rồi, xây vào đây thành cái trái dừa. Nguyên một bùm dừa luôn. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã xây xong cây dừa. Và trên cây dừa có trái dừa. Đó, quá hợp lý đúng không? Rồi, bây giờ là ở ngoài bãi biển thường thường là nó sẽ có chỗ để nằm phơi nắng. Mình sẽ xây thêm một cái chỗ để nằm phơi nắng nữa. Đây, mình sẽ lấy cái này. Rồi, làm một cái chỗ để nằm nè. Đặt vào đây, xây ra. Rồi, ok. Một cái chỗ để nằm phơi nắng. Sau đó là mình sẽ làm thêm một cái người ta hay gọi là gì ta? Cái dù, đúng rồi, cái dù. Rồi, mình sẽ xây thêm một cái dù nha. Để che. Đó, người nào thích nằm ngoài nắng thì nằm, người nào mà thích che nắng thì che. Đó, cái kiểu vậy. Xây lên một cái cột như thế này. Sau đó mình sẽ đặt một cái lốc vào ở giữa. Đặt lốc này vào. Sau đó mình sẽ xây cái dù đây thế này. Màu đỏ nha. Đó. Xây ra. Ok, sau đó đặt màu vàng vào. Rồi, đặt cho nó thành hình tròn các bạn ơi. Đó, vậy là xong một cái cây dù. Đó, vậy chúng ta đã xây được một cái bãi biển mini ở đây các bạn ơi. Có chỗ để nằm nè, nằm ở dưới đây nữa bạn. Đó, nằm dưới đây có dù để che. Đó. Rồi, còn trên đầu chúng ta lại có thêm một cái cây dừa, có trái dừa. Ok. Còn đây chính là cái hồ dành cho cá heo nè, thì mình sẽ bơi xuống đây. Mình nghĩ rằng là hồ dành cho cá heo á thì chúng ta phải trang trí thêm một tí gọi là san hô rồi thêm rong biển nữa thì nó mới đẹp đúng không? Mình sẽ trang trí nha. Mình sẽ đặt vào đây. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ tìm trong đây, mình sẽ thấy ở đây là nó có rong biển nè. Mình sẽ lấy rong biển nè. Đó. Lấy thêm gọi là san hô. Đây, san hô đây. Rồi ok. Rồi mình bơi xuống đây nha, mình sẽ đặt rong biển vào nè. Đó, rong biển xung quanh. Đặt thật là nhiều rong biển xung quanh các bạn ơi. Đặt nhiều vô. Đó, quá trời luôn. Rồi ok, sau đó đặt san hô vào. Cho nó thật là đẹp. À, đặt san hô vào. Ok, rồi đó. Mấy bạn thấy nhìn giống một bãi biển chưa? Chứ mình thấy là nhìn nó giống một bãi biển rồi đó bạn. À, ok. Bây giờ để xem coi mình sẽ lấy con cá ra nha. Thì mình đã có xây sẵn một con cá heo rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Đây, đây này, con cá màu xanh này chính là cá heo nè. Mình sẽ cho các bạn xem nè. Đặt ra. Mấy bạn thấy gì không? Nguyên con cá heo to đùng luôn. Wow, nè, bơi xuống các bạn coi nè. Ôi, cá heo to đùng luôn bạn ơi. Quá đẹp luôn, trời ơi trời. Đây, đây chính là linh vật của mình nè. Hello cá heo, hello. Trời ơi, quá đẹp luôn bạn ơi. Nó bơi lên bờ luôn nè. Ok, để mình đặt thêm một con nữa là hai con nè. Hai con không ta, hay là đặt thêm ba, thêm một con nữa là ba con ta. Ôi, đặt hai con thôi được rồi. Mình nghĩ rằng là hai con rồi được các bạn ơi, nhiều rồi. Đó. Mấy bạn ơi, bãi biển của mình bây giờ là đã có hai con cá heo. Quá đẹp luôn. À, hay là mình đặt thêm mấy con cá nhỏ nhỏ bên dưới nữa nha. Ok, mình sẽ lấy thêm mấy con cá nhỏ nhỏ nha.
cá màu cam nè, cá màu hồng nè, cá màu vàng nè, đó, cá màu trắng nè. Ok, mình sẽ đặt thêm cá bên dưới. Đặt cá vào, đó, cá màu vàng vào, rồi cá màu trắng vào, sau đó đặt cá màu hồng vào. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ bơi xuống dưới, chúng ta coi thử nha. Bơi xuống nè. Hey. Oh, quá đẹp mấy bạn ơi. Cá heo bơi xung quanh, còn có thêm mấy con cá bơi vòng vòng đây nữa. Wow, quá đẹp luôn. Đẹp quá bạn ơi. Đây. Trời ơi là trời, tôi thề luôn á. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy được cá heo ở trong Mini World mà nó đẹp đến như vậy luôn bạn. Ôi dễ thương quá. Ok bạn ơi, thì mấy bạn thấy là cái chuồng cá heo của mình có đẹp không? Bạn nào thấy chuồng cá heo của mình đẹp thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình cùng với kênh YouTube của các thành viên của Hero Team nha. Và cũng đừng quên là đăng ký họ cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Đó, thì cái chuồng cá heo mình đã xây xong rồi đây. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng clip đến đây cũng đã dài rồi và mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Trời là trời, bây giờ mình đi bơi với cá heo đây. Mình đi bơi đây, các bạn ơi, mình đi bơi chung với cá heo đây. Cá heo ơi, để anh với cho anh bơi chung với. À, bơi.